Hôm nay thì mình sẽ mở hộp cho anh em một cái điện thoại là Xiaomi F3. Một cái điện thoại với cái mức giá rất là rẻ, chỉ 230.000 đồng thôi, nhưng mà có một thời lượng pin rất là khủng. Máy thì được sản xuất ở Trung Quốc nha, và được nhập khẩu bởi công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Sao Việt. Bây giờ thì mình sẽ khui thử hộp xem là bên trong sẽ bao gồm những gì để cho anh em xem. Hộp máy thì được làm bằng bìa cắt tông nha. Cách đóng gói rất là đơn giản, chúng ta sẽ có một cái điện thoại ở đây. Bên dưới thì chúng ta sẽ có một viên pin khá là to, dày và nặng, và có một cái adapter sạc liền dây, cũng như là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng này thì hoàn toàn bằng tiếng Việt nha, và tốt nhất là mình vẫn nên đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng nha. Còn đây là viên pin 1800 mAh, khá là nặng. Viên pin này thì nếu mà các bạn dùng để nghe gọi thông thường thì sẽ được khoảng từ 7 đến 10 ngày, còn thời gian chờ là 1 tháng. Chúng ta sẽ có thêm một cái adapter liền dây có đầu ra là micro USB với điện áp là 5V và 500 mAh. Đây, chiếc máy của chúng ta đây, nhìn rất là hầm hố nha, có cả camera VGA luôn. Nó phím bằng nhựa có độ nhạy tốt nha, và có chữ dạng run rế bên trên. Đằng sau thì có một cái loa rất là to. Bên hông sườn được bắt các cái vít này vào. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có jack 3.5 cũng như là cổng sạc micro và mic. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lắp pin và khởi động máy lên nha. Đó, các bạn có thể nhìn thấy cái cụm loa phía sau rất là to nha. Con này thì có âm thanh cực kỳ lớn luôn, rất thích hợp với những người làm công trường ồn ào á. Có cuộc gọi đến là chắc chắn các bạn sẽ không thể bị lỡ cuộc gọi. Bên cạnh này thì chúng ta sẽ có một cái công tắc mở đèn pin tiện dụng nha, và đèn pin của nó là đèn LED rất sáng. Màn hình thì nó cũng cong nhẹ 2.5D và bằng nhựa, nhìn cũng rất cứng cáp. Cảm giác phím của nó rất là tốt nha. Còn đây là âm thanh của nó. Đó, các bạn có thể thấy là âm thanh khi mà khởi động lên thì rất là to nha. Máy thì cầm nam tính, và các bạn có thể nhìn thấy không, là nó có đèn bàn phím. Đây là giao diện UI khá đơn giản, nó chỉ có 10 cái biểu tượng như vậy thôi. Nó có hotel SMS này. Cái này khi mà các bạn mua thì các bạn có thể lên trên trang web của hotel.com.vn nha, để mà mình kích hoạt bảo hành điện tử. Có Bluetooth này. Bluetooth này thì cũng tương tự giống như cái con Masten mà hôm nọ mình có review á, là chỉ để kết nối với loa hoặc là tai nghe để mà mình nghe nhạc thôi nha. Ngoài ra thì con này có một số tính năng rất là hay, ví dụ như là gắn thẻ nhớ và thì có thể tiêm cuộc gọi được này, cũng như là có thể xem được phim ở định dạng 3GP, và nó có thể nghe FM nữa, nghe FM mà không cần tai nghe nha, rất là tiện lợi. Đó, bây giờ thì mình sẽ mở thử cái tiếng chuông của nó lên cho anh em nghe thử xem nó lớn như nào nha. Ngoài ra khi mà các bạn gắn thêm thẻ nhớ thì các bạn có thể chụp hình được. Và con này thì khi mà quay phim thì là nó sẽ ra độ phân giải là VGA. Đó, tiếng chuông rất là lớn nha. Và đặc biệt là các cái số rất là to, có đèn phím rất là dễ. Thì như mình nói, rất thích hợp với những người lớn tuổi hay những người làm công trường ồn ào nha. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo.